Từ thủ đô Washington, đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên Internet và truyền hình vệ tinh sáng ngày 7 tháng 7 năm 2018. An Tôn kính chào quý vị. Vì sao Ngoại trưởng Mỹ sắp đến Việt Nam? Mẹ nấm tuyệt thực vì bị bạn tù đe dọa. Ân xá quốc tế đòi Việt Nam thả blogger Lê Anh Hùng. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ tới thăm Việt Nam 2 ngày, bắt đầu từ hôm 8 tháng 7. Việt Nam là nước Đông Nam Á đầu tiên mà ông Pompeo đến thăm kể từ khi nhậm chức. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nói hôm 3 tháng 7 rằng Việt Nam là một đối tác quan trọng của Mỹ. Theo lời bà, Việt Nam là một ví dụ tuyệt vời về một quốc gia cộng sản đã làm rất tốt trong lĩnh vực kinh tế, và đó là một phần lý do vì sao chúng tôi có kế hoạch tới Việt Nam. Bà Nauert cho biết Ngoại trưởng Pompeo có rất nhiều cuộc gặp được lên kế hoạch trong thời gian ông ở đó, cũng như một bữa tối mà ông sẽ tham dự và thảo luận với một số lãnh đạo trong ngành kinh doanh ở đó. Ông Pompeo cũng được kỳ vọng sẽ đề cập đến William Anh Nguyễn, một công dân Mỹ hiện đang bị giam giữ ở Việt Nam do tham gia vào một cuộc tuần hành của người dân thành phố Hồ Chí Minh hôm 10 tháng 6 để phản đối hai dự luật gây tranh cãi. Nhóm bạn và người thân của Will Nguyễn với chiến dịch Free Will Nguyễn cho biết trên trang Twitter rằng chúng tôi hy vọng Will sẽ là một phần của việc thảo luận của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong chuyến thăm Việt Nam. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trong chuyến thăm Hà Nội, ông Pompeo còn dự kiến sẽ gặp các quan chức cấp cao của Việt Nam để thảo luận về việc phi hạt nhân hóa chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Trong cuộc gọi điện thoại bất ngờ về nhà cho mẹ vào sáng 6 tháng 7, blogger Mẹ Nấm tuyên bố bắt đầu tuyệt thực cho đến khi nào trại giam giải quyết việc liên tục bị bạn tù đe dọa đến mức phải cầu xin mẹ hàng tháng thăm con để biết sinh mạng con còn hay mất. Trả lời VOA tối 6 tháng 7, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, cho biết chị Quỳnh nói với bà rằng chị sẽ không ăn uống gì nữa và sẽ tuyệt thực cho đến khi nào mọi việc được giải quyết. Đây là lần thứ ba blogger Mẹ Nấm phải dùng biện pháp tuyệt thực để phản đối các điều kiện giam giữ mà theo các tổ chức nhân quyền quốc tế là có tính chất ngược đãi trong các nhà tù tại Việt Nam. Blogger Mẹ Nấm hiện bị giam giữ tại trại 5 ở Thanh Hóa. Trong lần đi thăm con gần nhất vào ngày 26 tháng 6, bà Tuyết Lan cho biết con gái bà đã cầu xin hàng tháng mẹ phải thăm con vì lo sợ cho tính mạng của mình trước tình trạng liên tục bị một nữ bạn tù hăm dọa, chửi bới, lăng nhục bằng những lời lẽ thô tục và kinh khủng. Trong hai người bị giam cùng phòng thì có một người luôn khiêu khích như vậy, bà Tuyết Lan nói. Theo lời bà Tuyết Lan, ngoài hai người bạn tù cùng phòng, blogger Mẹ Nấm còn bị một nữ tù nhân khác chạy sang phòng biệt giam của chị để chửi bới, đe dọa. Mẹ của blogger từng được đề cử cho giải Nobel Hòa Bình, gần đây nói rằng con gái của bà đã bị tra tấn tinh thần cả ngày lẫn đêm đến mức quá giới hạn chịu đựng, sau khi các yêu cầu của chị đối với cán bộ trại giam đã không được đoái hoài tới. Tổ chức Ân xá Quốc tế vừa lên tiếng yêu cầu Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho blogger Lê Anh Hùng, một cộng tác viên thường xuyên của VOA tiếng Việt. Một lần nữa, nhà chức trách Việt Nam đã phải sử dụng đến các điều luật đàn áp nặng nề để dập tắt những chỉ trích chính đáng và ôn hòa, ông Mina Pimple, giám đốc cấp cao của Tổ chức Ân xá Quốc tế, nói trong thông báo hôm 5 tháng 7. Nhà báo độc lập blogger Lê Anh Hùng bị chính quyền Hà Nội bắt vào sáng ngày 5 tháng 7 với cáo buộc vi phạm Điều 331 Bộ Luật Hình sự về lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Tổ chức Ân xá Quốc tế cho rằng cáo buộc của nhà nước Việt Nam là vô căn cứ và kêu gọi Hà Nội chấm dứt việc sử dụng nhà tù như một phương tiện để đàn áp những người chỉ trích. Blogger Lê Anh Hùng được biết đến qua nhiều bài viết về dân chủ nhân quyền và các bài bình luận về chính trị thời sự Việt Nam. Những bài viết gần đây của ông bình luận về hai chủ đề thời sự mà dư luận đang quan tâm là dự luật đặc khu và luật an ninh mạng. Trên trang blog cá nhân, ông Lê Anh Hùng còn đăng nhiều thư tố cáo chỉ trích các nhà lãnh đạo của Việt Nam.
Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Và tiếp theo đây là phóng sự tường trình từ Việt Nam. Kinh thành Huế hay Thượng Hóa Kinh Thành là một quần thể cung điện, thành và các lầu các ở cố đô Huế, nơi đóng đô của triều đại nhà Nguyễn trong suốt 143 năm, từ năm 1802 đến khi thoái vị vào năm 1945. Hiện nay, Kinh thành Huế là một trong số các di tích thuộc cố đô Huế, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Nơi đây được vua Gia Long tiến hành khảo sát từ năm 1803, khởi công xây dựng từ năm 1805 và hoàn thành vào năm 1832 dưới triều vua Minh Mạng. Kinh thành Huế có 3 vòng thành, lần lượt là Kinh thành, Hoàng thành và Tự Cấm thành. Qua thời gian, những gì còn lại của Kinh thành là một ít đổ nát, một ít lưu giữ được và một ít cần phục chế. Những cái cột gỗ và những cái bàn thờ của các vị vua bây giờ vẫn mang lại cho mình những cái dấu ấn mà theo như em thấy là còn y nguyên luôn và giữ rất là hay. Đây là lần thứ hai mình trở lại đây mình tham quan kinh thành Huế, nhưng mà mỗi một lần hình như cái cảm xúc của mình rất lạ, bởi vì có nhiều lớp văn hóa quá. Cứ mình đã trở lại và mình đi tất cả những khu vực, mà mỗi một khu vực có những kiến trúc lại khác, quá khác nhau, cho nên gần như là khi việc đi đó làm cho mình rất là thích thú đến khu vực này. Thành có hào sâu, cắm những cây trong tre xen kẽ với hoa sen trắng để vừa trang trí cho hoàng cung, vừa đề phòng những thích khách từ bên ngoài. Ngoài Tự Cấm thành là nơi nhà vua ở, thành còn có khu vực của các hoàng thái hậu, hoàng hậu và khu của Thái hoàng thái hậu, tức bà nội của nhà vua. Họ ở đây cho đến lúc qua đời. Hầu hết phụ nữ khi vào thành thì ở đó cho đến lúc chết, không được bước sang khu vực nhà vua ở, thậm chí không được ra khỏi khu vực quy định. Tất cả những khu cấm kỵ này là những điểm tham quan, khám phá đầy hấp dẫn của du khách. Tôi nghĩ rằng mọi thứ ở kinh thành này đều rất đẹp và con người ở đây cũng rất thân thiện. Dường như trên môi họ luôn luôn nở nụ cười. Điểm nhấn về kinh tế, chính trị của kinh thành nằm ở sân Thế Miếu, nơi thờ các vua. Nơi đây có cựu đình, tức là 9 đình đồng của các đời vua để lại. Mỗi đình đồng có những hình vẽ mô phỏng đặc sản và văn hóa vùng miền, trong đó vẽ cả bản đồ quốc gia và cả những chiến thuyền của binh đội Hoàng Sa trên Biển Đông, hình ảnh như một sự vinh danh và tưởng nhớ công ơn những người đã giữ biển đảo quốc gia. Giá vé thì là giá vé dành cho người Việt 150.000, tôi nghĩ là cũng hợp lý, bởi vì thật sự ra cần phải có một cái nguồn rất là lớn để có cái kinh phí bảo tồn cho cái khu vực này. Có lẽ Huế làm khá tốt, bởi vì có nhiều nơi thì đang được trùng tu và có những nơi mà cố giữ, mặc dù nó chỉ là những cái bức thành rất là hoang sơ và còn đổ nát đấy, nhưng mà người ta vẫn giữ lại. Đấy là một điều rất là tốt mà tôi thấy khách nước ngoài và họ cũng rất trân trọng, họ đến những nơi đấy họ tìm hiểu thêm về ngoài những gì mà họ được nhìn thấy. Tôi hy vọng sẽ trở lại đây vào năm tới hoặc thời gian tới. Thời gian đọc trên mái ngói lưu ly tưởng chừng không bao giờ vỡ nát. Những gì còn sót lại cho đến ngày nay như một minh chứng về sự bất toàn của những triều đại tượng trưng như vĩnh cửu, và điêu tàn là một điều khó tránh. Nằm bên cạnh một cái bào dài chừng 3 km, rộng khoảng 1 km, tương truyền đây là cái đầm do anh em nhà Quang Trung lấy đất xây thành Bình Định. Xóm Lò Rèn cũng ra đời từ khi có cái đầm, lúc đó chỉ chuyên rèn gươm, giáo mác, cung cấp cho quân đội Quang Trung. Tồn tại suốt mấy trăm năm theo thăng trầm lịch sử, xóm Lò Rèn An Nhơn Bình Định có nhiều lúc tượng trưng đóng cửa. Cho đến hôm nay, xóm vẫn còn hơn 30 lò nội lửa hàng ngày để giữ nghề, và nói theo ngôn ngữ của thợ rèn xứ Vọ Bình Định là để chiến với hàng Trung Quốc. Với người thợ rèn xứ Vọ Bình Định, tất cả mọi hoạt động của làng nghề bây giờ không chỉ đơn thuần là kiếm sống mà là chiến đấu với phương Bắc để tồn tại. Có từ lâu đời lắm. Từ nếu mà tính ra là trước cái thời kỳ của ông cố tôi à. Đó, mà bên đây phải cỡ khoảng cỡ mấy trăm năm rồi. Chung về cái nghề rèn là cái nghề truyền thống của cha của chúng ta đã lại từ xưa nay, nhưng mà thời gian này thì hàng Trung Quốc nó xâm nhập qua, nó rất là khó khăn cho cái ngành rèn truyền thống của chúng ta. Nói chung là mình cũng cầu mong làm sao mà cái ngành rèn của chúng ta nó ổn định, nó làm như mọi năm trước. Nói chung mình rất cầu mong như vậy, vì cái ngành rèn ở đây dân nó toàn là lỡ thuộc gì sống gì cái ngành rèn không, mà hàng Trung Quốc nó xâm nhập qua thì giá cả thì nói chung là rất là bấp bênh, cuộc sống của dân ở đây rất là khó khăn.
khoảng bên đây khoảng cỡ 35 đến 40 lò đang hoạt động thôi, còn như coi như không có làm được đây đồ đạc gì đó cũng ở ẩm lắm. Hiện tại nếu dùng các loại sắt thép có nguồn gốc Trung Quốc với giá rẻ bèo trên thị trường sẽ cho ra nguồn lợi tức cao nhưng lại nhanh chóng giết chết uy tín của làng nghề. Người thợ rèn An Nhơn phải tìm cách mua lại những chiếc cầu thời Mỹ bị hư hỏng để khai thác sắt thép làm nguyên liệu. Và đây cũng là đầu mối giúp cho sản phẩm của xóm lò rèn An Nhơn luôn giữ uy tín trên thị trường. Với chất lượng hàng hóa tốt, dường như giá mỗi sản phẩm của lò rèn An Nhơn luôn cao hơn so với cùng chủng loại xuất xứ từ Trung Quốc. Nhưng các lò vẫn phải chật vật vì hàng Trung Quốc liên tục phá giá. Hàng Trung Quốc đó, mà lò ngã phía Bắc nó đưa vô đây á, thì ở đó nó hàng là hàng sản xuất cái thép là không có chất lượng như ở đây. Ở đây bỏ mua từng cái xét Mỹ, những cái cầu hồi xưa đập bỏ ra để mà rèn thép để mà thành một cái dao cái rửa bán rất là công phu, là rèn rất là công phu, nhưng mà khi bán ra thị trường thì rất là thấp, không đủ để mà sinh sống, rất là cạnh tranh từng giá gì đó, rất là khó sống cho người rèn ở đây. Tôi cũng rất mong là xin ngành hàng Trung Quốc là làm sao được xâm nhập về mà được phá giá của cái đất rèn ở đây để giữ cái nguồn rèn của truyền thống ở đây. Đổi mới công nghệ sản xuất, dùng máy móc hay sức lực con người, kết hợp với các bí quyết làng nghề lưu truyền mười mấy đời nay để đảm bảo sản phẩm của mình không bao giờ bị lép vế về chất lượng trước bất kỳ một sản phẩm nào của Trung Quốc là một triết lý tồn tại. Coi hồi xưa thì bây giờ là máy móc là làm cái phôi, là giảm bớt là cái nhân công làm công nghiệp là thủ công như hồi xưa. Rồi giờ là chi phí rồi điện đài rồi nó cao hơn. Đồ Trung Quốc qua thì so ra thì nó cũng ảnh hưởng cũng nhiều, nhưng mà mình làm ra thì cái hàng chất lượng của mình thì nó khác, còn hàng Trung Quốc là nó khác. Và sự tồn tại của xóm lò rèn An Nhơn không chỉ đơn giản là kế sinh nhai, bởi điều ấy như một ngọn lửa yêu nghề, yêu tổ phụ và yêu nước. Và sau đây mời quý vị theo dõi phần tin quốc tế. Một thợ lặn Thái Lan đã tử vong vì hết khí oxy trong khi giúp giải cứu 12 nam thiếu niên và huấn luyện viên bóng đá của các em bị mắc kẹt bên trong hang Tham Luang ở miền Bắc Thái Lan. Nhà chức trách cho biết nạn nhân Saman Punan từng là thành viên của biệt kích Hải quân Thái Lan. Môi trường trong hang động có rất nhiều thách thức. Khi thượng sĩ nhất Saman đặt xong các bình oxy bên trong, anh ấy quay trở ra. Trong khi trên đường ra, anh ấy bất tỉnh. Những đồng đội của anh đã cố gắng cấp cứu nhưng anh ấy vẫn bất tỉnh. Vì thế anh ấy được đưa trở lại khoang thứ 3 và anh ấy tiếp tục được cấp cứu. Anh ấy vẫn bất tỉnh và đã được đưa đến bệnh viện. Cái chết này là tai nạn đầu tiên kể từ khi nỗ lực giải cứu bắt đầu cách đây gần 2 tuần. Dự báo thời tiết cho biết có thể sẽ có mưa gây ngập lụt. Và nhà chức trách đang tìm những cách khác để đưa 12 cậu bé và huấn luyện viên qua làn nước đục. Các toán cứu hộ đang tìm những vết nứt hoặc khe hở mà có thể cho phép các nhân viên cứu hộ len vào và giải cứu họ. Trung Quốc hôm thứ Sáu nói rằng họ buộc phải thực hiện một cuộc phản kích cần thiết chống lại Mỹ sau khi Washington áp đặt thuế quan lên hàng tỷ đô la hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt mức thuế 25% lên hơn 800 sản phẩm Trung Quốc. Các mức thuế này đã đi vào hiệu lực ngày thứ Sáu, một phút sau nửa đêm giờ Washington. Các mức thuế này đang làm thay đổi thái độ của người tiêu dùng ở Trung Quốc. Tôi sẽ cố hết sức ủng hộ các sản phẩm trong nước. Tôi chỉ đến đây để mua nước. Tôi nghĩ những sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc là tốt nhất. Tôi chắc chắn sẽ không mua nếu giá tăng lên. Trong khi đó, ngày sáng thứ Sáu, Trung Quốc trả đũa các biện pháp áp thuế mới của Hoa Kỳ bằng cách áp thuế 25% ngược lại đối với danh sách hàng hóa Mỹ trị giá 34 tỷ đô la. Những va chạm về thương mại gia tăng đang khiến một số quan chức hàng đầu của Ngân hàng Trung ương Mỹ lo ngại. Họ nói rằng nó sẽ ngăn trở đầu tư, giúp tăng trưởng kinh tế. Thị trưởng London Sadiq Khan đã chấp thuận yêu cầu của một người biểu tình thả bay một khinh khí cầu khổng lồ, mô tả ông Donald Trump trong hình dạng một em bé giận dữ, mặc tã màu cam, nhân chuyến thăm của Tổng thống Mỹ đến thủ đô của Anh vào tuần sau. Khí cầu cao 6 mét sẽ bay bên trên Nghị viện Anh trong 2 giờ sáng thứ Sáu tuần sau trong một cuộc biểu tình đã được lên lịch. Nhà hoạt động đứng sau vụ thả khí cầu này đã dùng một website gây quỹ xã hội trên mạng để thu hơn 20.000 đô la cho khí cầu này. Trong chuyến thăm 3 ngày, ông Trump sẽ hội kiến nữ hoàng Elizabeth và Thủ tướng Theresa May.
While a possible new avenue to peace now exists with North Korea, we remain vigilant regarding pursuit of nuclear weapons anywhere in the world. Despite our international coalition's significant success against ISIS' geographic caliphate, extremist organizations continue to sow hatred in the Mideast and murder innocents around the world. For the first time since World War II, Russia has been the nation that has redrawn international borders by force of arms in Georgia and Ukraine, while pursuing veto authority over their neighbors' diplomatic, economic, and security decisions. China harboring long-term designs to rewrite the existing global order, militarizing South China Sea features while using predatory economics of piling massive debt on others. In response to these competitive challenges, our national defense strategy has three lines of effort. First, we are building a more lethal force our adversaries must know, work with our diplomats and within the international order, for if you threaten our experiment in democracy, it will be your longest and worst day. Second, we are strengthening our military alliances and building new partnerships, for history is clear. Nations with allies thrive. The third line of effort is we are reforming and modernizing the Department of Defense for greater performance, accountability, and affordability, adapting our department to tomorrow's security challenges. Jenny Gonzalez từ Guatemala đã vượt biên trái phép vào Mỹ và bị tách ra khỏi con của mình. VOA lần theo hành trình tìm lại con của cô, vượt qua những rào cản pháp lý và cuối cùng đã được đoàn tụ với những đứa con của mình sau khi chúng bị giữ tại các trung tâm tạm giữ xa xôi. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây. Sau 43 ngày bị cơ quan di trú Mỹ giam giữ, Jenny Gonzalez được thả sau khi trả tiền bảo lãnh. Ba đứa con của cô bị tách khỏi mẹ sau khi cả gia đình vượt biên giới phía nam của Mỹ trái phép. Cô chia sẻ với VOA sau khi rời trung tâm tạm giam di dân tại Eloy, Arizona. Tôi sẽ đi tìm con. Đối với một người như tôi rất là khó, tim tôi tàn nát. Họ cướp mấy đứa con của tôi. Trong khi Gonzalez bị giam 5 tuần tại trung tâm di trú này, ba đứa con của cô bị đưa tới Newark, nơi cách đó 3.800 km.
Gonzalez cực kỳ phẫn uất. Tôi yêu cầu được gọi điện cho con, họ từ chối. Tôi nói với họ rằng làm ơn, tôi muốn nghe tin từ lũ nhỏ và rằng chúng đã bắt vô âm tín nhiều ngày trời. Ông ta nói, cô biết điều này không? Cô sẽ bị trục xuất trở lại Guatemala và lũ con của cô sẽ do chính phủ lo. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA, Jenny cho biết cô không hề biết tới chính sách di dân không khoan nhượng, thứ đã chia cắt bốn mẹ con cô. Cô nói rằng nếu cô biết về nó, cô sẽ không bao giờ mang con tới đây. Ba đứa con của cô giờ đang ở New York, được trung tâm Kayunga chăm sóc. Cô được bảo lãnh tại ngoại nhờ vào số tiền vận động quyên góp. Số tiền bảo lãnh được một số gia đình, các bà mẹ ở New York quyên góp. Và ơn Chúa, tôi nhận được tin nhắn nói rằng 7.500 đô đã được đóng để bảo lãnh cho cô ấy ra. Ngày Gonzalez được tại ngoại vô tình trùng với chuyến thăm của đệ nhất phu nhân Melania Trump tới một trung tâm xử lý di dân ở Tucson, Arizona. Bà Trump là một người luôn quan tâm đến tình trạng của những người di dân lậu, cũng như cách làm việc của chính quyền. Tôi ở đây để hỗ trợ và giúp đỡ các bạn. Bất cứ điều gì tôi có thể làm cho lũ trẻ và cho gia đình các bạn. Chính quyền của Tổng thống Trump nói các gia đình này sẽ được đoàn tụ. Lũ trẻ sẽ được đoàn tụ với cha mẹ hoặc người thân họ hàng. Tuy nhiên, nếu cha mẹ chúng vẫn đang bị tạm giam, thì đáng tiếc là theo luật được Quốc hội thông qua, cũng như phán quyết của tòa án, chúng không thể gặp cha mẹ trong trại tạm giam. Và Gonzalez sẽ sớm được ôm những đứa con của cô vào lòng. Trong lúc các ngôi sao của làng túc cầu đang mải mê theo đuổi vinh quang tại Nga, một số cầu thủ trẻ đến từ châu Phi bị các cò buôn cầu thủ hứa hão về những hợp đồng béo bở, nói rằng Nga là đất nước của những giấc mơ tan vỡ. Sau đây là tường trình chi tiết của chúng tôi. Cầu thủ trẻ người bờ biển Nga này nói, anh đã trả cho cò thể thao 3.500 đô la, để rồi vỡ lẽ ra rằng những lời hứa về một vị trí chơi cho một club tại Moscow chỉ là trò bịp. Một người quản lý thoạt đầu nói với tôi rằng mặc dù bóng đá cũng phát triển tại châu Phi, nhưng nếu được thử sức ở trời Âu, thi đấu trên sân cỏ châu Âu thì vẫn tốt hơn nhiều. Và biết đâu một ngày nào đó lại trở thành cầu thủ hay nhất thế giới. Anh ta hứa với tôi đủ mọi thứ. Và tất cả chỉ là hứa hão. Bạn đến với tất cả nhiệt huyết, nhưng khi đặt chân tới Nga, nó không giống những gì mà tay quản lý hứa hẹn. Rồi sau đó bạn phải chôn chân ở nhà suốt 6 tháng bởi cái lạnh tê tái của nước Nga. 6 tháng, thậm chí cả năm trời không được ra sân. Và thế là bạn sa sút, bạn chỉ chạy 5 mét là bờ hơi tai. Và đó là lúc bạn nhận ra thực tế phũ phàng. Thực tế đó đã khiến Sumahoro buồn chán và trầm cảm. Anh đã quyết định gia nhập một đội bóng địa phương ở thành phố Krasnodar ở miền Nam. Điều đó đồng nghĩa với việc không có thu nhập cho tới khi visa du lịch của anh hết hạn. Và anh thì hầu như không nói được một chữ tiếng Nga. 8 năm sau lần đầu đặt chân tới Nga, giờ đây Sumahoro đang huấn luyện cho đội Black Stars, một đội bóng thu nạp các cầu thủ châu Phi, giúp họ tập luyện giữ phong độ và giữ cả niềm hy vọng. Vài lần mỗi tuần, Ernest Akilomhan, một thanh niên mơ mộng khác đến từ Nigeria, tập luyện với đội tại khu ngoại ô Moscow. Khi mới đến đây, phần lớn chúng tôi ở độ tuổi 15, 16 hay 17, tầm đó. Và chúng tôi muốn chơi cho mấy đội hạng dưới trước khi chuyển lên hạng nhất. Nhưng vì không có giấy tờ hợp lệ, nên không có cơ hội nào dành cho chúng tôi. Trong khi các đội bóng tại giải ngoại hạng Nga có thể đăng ký các cầu thủ nước ngoài, thì những đội hạng dưới chỉ được nhận cầu thủ người Nga hoặc phải có thể thường trú. Mặc dù không có đủ giấy tờ cần thiết, nhưng Akilomhan vẫn cương quyết bám lấy giấc mơ được chơi cho giải ngoại hạng. Theo Food Solidair, một tổ chức đấu tranh chống nạn buôn bán cầu thủ châu Phi, có khoảng 6.000 trẻ vị thành niên rời Tây Phi mỗi năm để tìm kiếm cơ hội chơi cho các đội bóng châu Âu. Và thực tế là, rất ít người trong số đó thành công.
Ở Thái Lan, loài ốc khổng lồ châu Phi từng bị lên án như là một loài côn trùng nhầy nhụa tàn phá cây trồng. Hiện lại được nuôi dưỡng vì chính sự nhầy nhụa đó. Một số người thấy chúng không hấp dẫn ngay từ đầu với chất nhờn của chúng. Nhưng các chuyên gia nói rằng chất nhờn được tạo ra bởi những con ốc khổng lồ này chứa đầy collagen và các thành phần khác có thể tái tạo tế bào da để sử dụng trong ngành công nghiệp mỹ phẩm. Phóng viên của VOA có thông tin chi tiết. Mời quý vị theo dõi. Bằng cách nuôi dưỡng những con ốc trong môi trường này, nông dân nuôi ốc sen nói rằng họ cũng nhận được một cái gì đó đổi lại. Nếu chúng ta nuôi chúng tốt bằng cách cung cấp cho chúng một môi trường sống dễ chịu và thức ăn ngon, chúng sẽ khỏe mạnh. Chất nhầy chúng tạo ra cũng đem lại lợi ích cho chúng ta bằng cách tạo ra nhiều lợi nhuận hơn. Người nông dân Thái Lan này hiện có khoảng 3.000 con ốc cỡ vừa và lớn mà anh ta nói có thể mang lại cho anh ta gần 950 đô la một tháng. Nuôi những con ốc sen này làm sao cho chúng cảm thấy thoải mái cũng có những ưu điểm khác, theo chuyên gia ốc sen. Chúng sẽ ăn nhiều giống như điều chúng thường làm trong tự nhiên và sản xuất một lượng lớn chất nhầy, giữ chúng trong một môi trường sống tự nhiên và hữu cơ cũng ngăn ngừa sự tàn phá các loài sinh vật khác. Theo truyền thống, nông dân nuôi ốc sen kích thích ốc để buộc chúng sản xuất chất nhờn có giá trị. Nhưng trong trang trại này, họ sử dụng nước để kích thích con vật tạo ra chất được tiết ra giống như gel, rồi bán cho Aden International, một công ty thực phẩm và chăm sóc da có trụ sở tại Thái Lan. Chúng tôi biến một phần của chất nhầy ốc vừa được chiết xuất thành một sản phẩm làm đẹp da mặt. Phần còn lại của sản phẩm được chế biến thành bột và bán cho những công ty mỹ phẩm khác. Ốc sên sử dụng chất nhầy để bảo vệ cơ thể, chống lại các vết cắt và vi khuẩn. Chất này chứa chất elastin, protein, acid glycolic và một chất chống lại các vi sinh vật được cho là có tác dụng kỳ diệu trên da người. Chúng tôi xuất khẩu bột nhầy sang Hàn Quốc và Hoa Kỳ như một thành phần mỹ phẩm. Có khoảng 85 cơ sở lai tạo ốc ở tỉnh Nakhon Nayok của Thái Lan, cách Bangkok khoảng 2 giờ lái xe. Để giữ cho chúng khỏe mạnh, các con ốc này thường được cho nghỉ 4 tháng để chúng cảm thấy hạnh phúc và nghỉ ngơi sau khi tài sản quý giá nhất của chúng đã được chiết xuất. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ngoài trang tin VOA Tiếng Việt.com, quý vị cũng có thể theo dõi VOA trên Facebook VOA Tiếng Việt, YouTube VOA Tiếng Việt Video, Instagram VOA Tiếng Việt hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Để nhận tất cả thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi đăng ký subscribe, quý vị hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. Muốn đóng góp hình ảnh, video, bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voa@gmail.com. Anton xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.